Xin kính chào quý khán giả đến với chương trình tạp chí bóng rổ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, kể từ tháng 2 năm 2016, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chương trình tạp chí bóng rổ phát sóng định kỳ vào ngày thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng vào lúc 20 giờ trên kênh HTV7. Đây là chương trình sẽ mang đến cho quý khán giả những thông tin thú vị về các hoạt động, những giải đấu bóng rổ trong và ngoài nước. Bên cạnh đó là những gương mặt cầu thủ, huấn luyện viên được yêu mến, những câu chuyện bên lề hấp dẫn hoặc là những bài tập kỹ thuật đơn giản để quý khán giả có thể cải thiện khả năng chơi bóng của mình. Thưa quý vị, câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Heat là đại diện của làng bóng rổ Việt Nam tham dự giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á. Trong mùa giải này, các cầu thủ Sài Gòn Heat đã cho thấy sự tiến bộ rất rõ rệt so với những mùa giải đã qua, đặc biệt là khi những cầu thủ nội của đội đã ngày càng trưởng thành và hòa nhập hơn với đấu trường đỉnh cao này. Mở đầu chương trình tạp chí bóng rổ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại hành trình của câu lạc bộ Sài Gòn Heat tại mùa giải năm nay với mục tiêu lọt vào vòng bán kết của giải và nỗ lực hết sức để có thể đi đến trận đấu cuối cùng. Câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Heat, đại diện của bóng rổ Việt Nam tại đấu trường và bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á, đã mạnh dạn đặt mục tiêu khá cao khi bước vào mùa giải năm nay, khi họ nhắm đến một vị trí trong trận chung kết của giải sau khi đã lọt vào đến vòng bán kết của mùa trước. Với thể thức thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách với 5 đối thủ khác của giải trong giai đoạn vòng tròn, Sài Gòn Heat sẽ phải chơi 10 trận sân nhà và 10 trận trên sân của các đối thủ. Dù có những trận đấu khá ấn tượng trước các đối thủ mạnh đang xếp ở 3 hạng đầu của IBL là Westport Malaysia Dragons, Singapore Stinger và nhà đương kim vô địch Hitech Bangkok City, nhưng nhìn chung về mặt kết quả, cho đến trước lượt đấu thứ 15, Sài Gòn Heat vẫn chỉ mới có duy nhất một lần chiến thắng trước đội bóng đang đứng trên mình trên bảng xếp hạng. Thậm chí, ở lượt trận thứ 13 được chơi trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón đội chót bảng lúc đó là Philippines, nhưng các cầu thủ Sài Gòn Heat lại bất ngờ phải nhận thất bại. Vì vậy, ở lượt trận đấu thứ 15 được trở lại sân nhà CIS, dù phải gặp đội đương kim vô địch Hitech Bangkok City, nhưng mục tiêu của đội chủ nhà là phải giành chiến thắng. Một kết quả không chỉ có ý nghĩa giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần, lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ, mà còn giúp họ chặn đứng chuỗi trận không như ý khi đã phải trải qua đến 4 thất bại liên tiếp. Trong tháng giêng, chúng tôi đã phải trải qua khá nhiều trận đấu và chúng tôi cảm thấy rất thất vọng về những kết quả đã qua. Nhưng trong trận đấu này, chúng tôi đã tập luyện rất tốt. Chúng tôi có được các cổ động viên rất đông đảo ở đây và chúng tôi cũng không muốn những kết quả như vậy lặp lại. Nên chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt. Tôi tin vào đội bóng của mình. Khi phải gặp các đội mạnh, chúng tôi luôn chơi tốt và tối nay chúng tôi cũng sẽ chơi như vậy. Đã thua đối thủ này ở cả 3 lần gặp nhau trước đây, nên các cầu thủ chủ nhà Sài Gòn Heat bước vào trận đầy quyết tâm và đã ghi liên tiếp đến 9 điểm để nhà công của Nguyễn Tuấn Tú. Tuy nhiên, sau đó các cầu thủ Bangkok City bắt đầu lấy lại thế trận và cùng với đội chủ nhà tạo nên một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Cả hai đội thay phiên nhau ghi điểm và kết thúc 4 hiệp thi đấu chính với tỷ số hòa 79 đều. Ngay những giây đầu tiên của 5 phút hiệp phụ, cầu thủ rất quan trọng trong lối chơi phòng ngự của Sài Gòn Heat là tân binh Paul Williams lại phải rời sân do phạm đủ 5 lỗi cá nhân. Lập tức Bangkok City tổ chức tấn công dồn dập để vươn lên dẫn trước. Nhưng sau đó, sự xuất sắc của các nội binh như Hán Minh, Thành Nhân cùng 3 quả ném 3 điểm thành công liên tiếp của Morgan Moses đã giúp đội chủ nhà lật ngược thế trận và giành chiến thắng đầy ấn tượng 94-90. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong một trận đấu vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã luôn nỗ lực, luôn cố gắng vượt lên, kiểm soát trận đấu. Và khi mà đã bước vào hiệp phụ thì ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra. Quan trọng là chúng tôi đã giành được chiến thắng. Trước trận đấu, các cầu thủ đều nói với tôi họ muốn có được chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ sau khi đã để thua vào tuần trước. Chúng tôi cảm thấy rất vui. Các cầu thủ đã cho thấy họ tập luyện tích cực như thế nào. Có lẽ kết quả này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn nhiều trong giai đoạn sắp tới. Lúc này tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi vượt qua được đối thủ này. Một chiến thắng lớn cho chúng tôi. Các đồng đội đã tin tưởng tôi rất nhiều và thật tốt khi đã không làm họ thất vọng. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với người hâm mộ, những người đã đến đây ngày hôm nay để ủng hộ chúng tôi. Họ đã mang đến cho chúng tôi một nguồn năng lượng rất lớn để có thể chiến thắng trong trận đấu này. Có thể nhận thấy rõ ràng, ở mùa giải năm nay, các cầu thủ chủ nhà đã chơi tốt hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Mà điểm đáng chú ý nhất trong sự tiến bộ đó không phải là sự xuất sắc từ các ngoại binh và các cầu thủ Việt kiều như Việt Ano, Nguyễn Tuấn Tú, Lenny Daniel hay Morgan Moses, mà là sự tiến bộ mạnh mẽ của các nội binh như Triệu Hán Minh, Ngô Tuấn Trung, Tô Quang Trung, Nguyễn Thành Nhân và Trần Tiến Thịnh. Các cầu thủ nội đã chơi đầy tự tin và quyết tâm mỗi khi được tung vào sân và càng ngày càng tạo được niềm tin nhiều hơn nơi huấn luyện viên cũng như từng người hâm mộ.
Các cầu thủ năm nay đều còn rất trẻ, họ tràn đầy năng lượng. Lúc này họ đang cùng nhau phát triển, họ cùng học hỏi kinh nghiệm và hy vọng họ sẽ cùng nhau đưa đội đến vòng playoff. Tôi cảm thấy rất vui vì điều này. Chính điều này đã giúp cho ban lãnh đạo của đội bóng ngay từ thời điểm hiện tại đã có thể tự tin đặt ra những mục tiêu cho mùa giải năm sau, những mục tiêu mà các cầu thủ nội binh sẽ đóng giữ vai trò rất quan trọng đối với thành tích thi đấu của đội. Đầu tiên thì chúng tôi cũng phải tập trung để kết thúc mùa giải này với kết quả thật tốt. Chúng tôi muốn lọt vào vòng playoff và sau đó không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Qua năm sau, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì những gì đã đạt được trong năm nay. Các cầu thủ nội như Trung, như Minh sẽ được tạo điều kiện để chơi nhiều hơn và chắc chắn là họ sẽ chơi tốt hơn so với mùa giải này. Có thể nói, trong các trận đấu gặp những đối thủ mạnh hơn như vài vòng đấu vừa qua, dù có trận thắng, trận thua, nhưng các cầu thủ chủ nhà đều thể hiện được sự nỗ lực, sự quyết tâm trong từng pha bóng. Và đối với người hâm mộ thì điều đó chính là một món quà đầy ý nghĩa mà các cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng đã dành tặng trong những ngày đầu năm mới đến thân này. Thì nhân dịp năm mới thì Lý xin đại diện cho các cầu thủ Sài Gòn Heat chúc quý vị khán giả một năm mới thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ cho đội Sài Gòn Heat. Nhân dịp năm mới thì mình và các cầu thủ Sài Gòn Heat xin chúc cho các fan của đội bóng rổ Sài Gòn Heat một năm mới tràn đầy sức khỏe, làm thành công và vạn sự như ý. Thưa quý vị, hiện nay bóng rổ đang là môn thể thao được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và đã trở thành một trong những môn được lựa chọn nhiều nhất ở thể thao học đường. Hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đều có đội bóng rổ và tham gia thi đấu ở các giải từ cấp cơ sở, quận huyện cho đến thành phố. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy không mạnh như những đơn vị có truyền thống như là quận 1, quận 3 hay là quận 5, nhưng Phú Nhuận hiện đang được biết đến như là một đơn vị đang có phong trào rất mạnh từ lứa tiểu học cho đến học sinh trung học. Ở phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về phong trào bóng rổ của quận Phú Nhuận. Câu lạc bộ thể thao học đường Phú Nhuận tọa lạc trên đường Hoàng Diệu có rất nhiều bộ môn, từ võ thuật, cờ vua, bóng bàn đến cầu lông hay điền kinh. Nhưng bóng rổ lại là môn duy nhất luôn thu hút hàng trăm học viên tham gia tập luyện cùng lúc, khiến không khí nơi đây bao giờ cũng náo nhiệt. Vì nhiều lý do khách quan nên hầu hết các trường học, đặc biệt là các trường tiểu học trên địa bàn quận Phú Nhuận đều rất nhỏ hẹp, không có sân chơi. Rất hiếm trường có khoảng không gian đủ rộng để học sinh có thể tham gia sinh hoạt thể thao. Câu lạc bộ thể thao học đường ra đời phần nào giúp giải quyết vấn đề nan giải nói trên. Và hàng tuần, vào các buổi chiều thứ ba và thứ năm, luôn có hàng trăm học sinh tiểu học đến tập bóng rổ miễn phí tại đây. Bóng rổ là môn thể thao tập thể, nhưng đòi hỏi từng vận động viên phải có kỹ năng nhất định, phải có khả năng phối hợp đồng đội cũng như tư duy chiến thuật. Song, với hàng trăm học sinh tập luyện cùng lúc và thời gian tập luyện chỉ diễn ra trong vòng một tiết học, thì các huấn luyện viên phải đưa ra các giáo án đơn giản nhất, nhưng phải hiệu quả nhất trong mỗi buổi tập. Lúc này mới thấy hết tấm lòng của các huấn luyện viên. Và nếu không có tình yêu với trẻ thơ, cũng như lòng kiên trì nhẫn nại và khả năng sư phạm giỏi, thì không thể nào tập hợp được các em đứng vào hàng cho ngay ngắn để bắt đầu một buổi tập. Do đó, để tất cả các em có thể thực hiện một bài tập đơn giản là dẫn bóng rồi cố gắng đưa quả bóng to vào rổ ở chiều cao hơn 3 mét thì các huấn luyện viên, hướng dẫn viên phải hò hét đến khản cổ. Nói chung về cái công tác giảng dạy á, thì chỉ gặp khó khăn về cái chuyện mà các em nó nhỏ là mình phải tập hợp này kia, các em nó nhiều nó gặp khó khăn thôi, chứ còn ngoài ra thì chương trình giảng dạy này thấy nó rất tốt cho các em học sinh này. Mệt nhưng vui, đó là tâm sự của các huấn luyện viên và hướng dẫn viên tham gia giảng dạy các lớp bóng rổ miễn phí cho các em học sinh tiểu học. Còn với các em, những nhân vật chính của buổi tập thì càng vui hơn, càng phấn khích hơn rất nhiều. Mà một tuần con chơi bóng rổ thì chỉ có mỗi ngày thứ năm thôi. Chứ mấy ngày kia thì lớp 2 thì con đi vào thứ 6. Và tại bóng rổ giúp cho mình cao. Sao nữa? Hay khỏe. Và chuyền bóng cho bạn, ví dụ như mình đứng đây và cái rổ gần bạn thì bạn sẽ thảy rổ vô và ghi được nhiều điểm hơn. Muốn ghi điểm thì con phải như thế nào?
tụi con phải đoàn kết với nhau. Ở góc độ chuyên môn thì đây là một cách làm rất khoa học của Trung tâm Thể dục Thể thao Phú Nhuận. Không chỉ duy trì mối quan hệ bền chặt với ngành giáo dục của quận, giúp các trường trên địa bàn tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em học sinh, mà các lớp bóng rổ miễn phí như thế này còn là môi trường vô cùng thuận lợi để ban chuyên môn tuyển chọn những vận động viên có tố chất bẩm sinh ngay khi còn ở độ tuổi thiếu nhi. Hiệu quả của chương trình này được thể hiện rất rõ ở các lớp nâng cao vào cuối tuần. Từ các buổi tập miễn phí nói trên, nhiều em học sinh cảm thấy đam mê bộ môn bóng rổ, trong khi các bậc phụ huynh cũng nhận thấy con em mình trở nên linh hoạt, năng động và khỏe khoắn hơn rất nhiều, nên sẵn sàng cho các em tiếp tục theo học các lớp nâng cao. Tại các lớp học này, các em dần làm quen với các giáo án dành cho các vận động viên năng khiếu ban đầu, tìm hiểu chiến thuật thi đấu để từ đó có những bước đi căn cơ nhất trên con đường trở thành một vận động viên bóng rổ. Các lớp này thì mỗi một năm thì cũng tuyển một số vận động viên năng khiếu cho mấy cái tiếng của năng khiếu quận và của thành phố nữa. Nếu mà các em nào tốt thì đưa lên trên thành phố để tập luyện trên thành phố. Bộ môn bóng rổ là một trong 6 môn mà chúng tôi đầu tư trọng điểm. Về phong trào thì bộ môn bóng rổ đang có sự lan tỏa không chỉ trong các bạn thanh niên và kể cả học sinh luôn. Cái khó của phong trào bóng rổ hiện nay đó là cái điều kiện về cơ sở vật chất sân bãi. Và để khắc phục được cái khó khăn đó, về phía thể dục thể thao Phú Nhuận thì cũng có tạo điều kiện cho các trường học, những trường nói chung hạn chế về cơ sở vật chất sân bãi thì có điều kiện đến với trung tâm thể thao Phú Nhuận thông qua cái câu lạc bộ thể thao học đường cái hoạt và câu lạc bộ thể thao bóng đá Phú Nhuận xung quanh Phú Nhuận chúng tôi tập. Thì nói chung là về mặt phong trào thì nói chung phong trào bóng rổ của Phú Nhuận cũng khá mạnh. Với tiêu chí ưu tiên phát triển phong trào, xây dựng nền tảng vững chắc từ cơ sở, nên lãnh đạo Trung tâm Thể dục Thể thao Phú Nhuận luôn tạo mọi điều kiện về mặt sân bãi để các lớp bóng rổ miễn phí cũng như các lớp nâng cao, các tuyến năng khiếu của quận có thể tập luyện một cách thuận lợi nhất. Hiện nay, Phú Nhuận chưa thể sánh ngang với các đơn vị có truyền thống về bóng rổ như quận 5, quận Nhất hay Tân Bình. Nhưng với cách làm nói trên, mọi người tin rằng chẳng bao lâu nữa, Phú Nhuận sẽ bắt kịp các đơn vị bạn và trở thành một cái nôi thực sự của làng bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Thưa quý vị, đối với những khán giả hâm mộ bóng rổ thì chắc hẳn tất cả đều biết đến giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, giải bóng rổ có chuyên môn chất lượng hàng đầu thế giới. Hiện nay thì Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có bản quyền chương trình điểm tin các vòng đấu của giải bóng rổ NBA cũng như là những hoạt động bên lề của giải bóng rổ đầy hấp dẫn này. Ở phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Những khán giả hâm mộ bóng rổ trên toàn thế giới, không ai là không biết đến giải bóng rổ NBA, giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, nơi quy tụ tất cả những ngôi sao hàng đầu của làng bóng rổ. Trên toàn thế giới, có rất nhiều quốc gia mà bóng rổ phát triển mạnh mẽ với giải vô địch hấp dẫn như giải bóng rổ Tây Ban Nha, giải bóng rổ Argentina, giải bóng rổ Philippines hay Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về danh tiếng hay chất lượng chuyên môn thì tất cả đều phải xếp sau NBA. Nếu như ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, bóng đá là môn thể thao vua, môn thể thao số 1, thì tại Mỹ, bóng đá phải chấp nhận đứng sau bóng rổ. Chỉ tính riêng số lượng người chơi thường xuyên, con số gần 25 triệu người chơi bóng rổ đã là gấp đôi so với số lượng người chơi bóng đá. Đối với phần lớn người hâm mộ thể thao nói chung, nhắc đến những cái tên như Messi, Neymar hay Kaka thì hầu như ai cũng biết đó là những ngôi sao của làng bóng đá. Nhưng tại Mỹ, nơi giải NBA là số 1 thì muốn hỏi về các ngôi sao thể thao, bạn phải hỏi người Mỹ những cái tên như Kobe Bryant, LeBron James hay Stephen Curry. Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao NBA lại có sức hấp dẫn đến như vậy? Điều đầu tiên, bởi vì khán giả hâm mộ giải đấu này có nhiều cơ hội để thưởng thức các trận đấu của đội bóng mình hâm mộ. Khi các đội thi đấu với mật độ khoảng 2 trận mỗi tuần trong một mùa giải kéo dài từ tháng 10 năm nay đến tận tháng 7 năm sau. Ngoài ra, trong những tháng trống,
vẫn có rất nhiều giải đấu nhỏ để các đội bóng chuẩn bị lực lượng cầu thủ hoặc những hoạt động giao lưu thi đấu giao hữu của các đội bóng. Điều thứ hai, hiếm có giải đấu chuyên nghiệp nào trên toàn thế giới là quy tụ được số lượng câu lạc bộ, số lượng cầu thủ có chất lượng chuyên môn rất tương đồng với nhau như vậy. Giải đấu NBA có tổng cộng đến 30 câu lạc bộ thành viên, bao gồm 29 đội thuộc nước Mỹ và một đội bóng đến từ Canada là Toronto Raptors. Do số lượng đội bóng đông đảo như vậy, nên giải NBA được chia thành hai liên đoàn dựa trên vùng miền là Đông và Tây. Mỗi liên đoàn là chia thành 3 vùng dựa trên địa lý, và mỗi vùng sẽ bao gồm 5 đội bóng. Các vùng bao gồm Đại Tây Dương, miền Trung và Tây Nam thuộc miền Tây, Đông Bắc, Đông Nam và Thái Bình Dương thuộc miền Đông. Một mùa giải NBA thường bao gồm 3 giai đoạn: trước mùa giải chính và vòng đấu playoff. Đối với giai đoạn trước mùa giải, thường bắt đầu vào tháng 10 hàng năm, kéo dài khoảng 2-3 tuần, khi các đội đã hoàn thành việc tuyển chọn cầu thủ và quá trình tập luyện lắp ráp đội hình. Giai đoạn này, các đội sẽ thi đấu với nhau hoặc đấu giao hữu với các đội nước ngoài, chủ yếu để các vị trí trên sân có thể làm quen với lối chơi của đội, hoặc cho các cầu thủ mới được tuyển chọn có thể ăn ý hơn với các đồng đội. Mùa giải chính diễn ra vào cuối tháng 10, và mỗi đội phải thi đấu tổng cộng đến 82 trận trong một mùa giải. Trong đó, mỗi đội phải đấu đến 4 trận với các đội cùng vùng địa lý của mình, 2-3 trận với các đội cùng liên đoàn của mình theo kết quả bốc thăm, và có 2 trận với các đội ở liên đoàn khác. Vì vậy, mùa giải chính của NBA thường kéo dài đến tận cuối tháng 4 với mật độ dày đặc và thường được ví là một cuộc đua marathon, nên các đội luôn phải có chiến thuật và khả năng điều phối, sử dụng cầu thủ một cách hợp lý để có thể giữ vững phong độ và thế lực thi đấu, giữ vững thứ hạng của đội nếu họ đặt mục tiêu cao ở mùa giải. Vòng playoff diễn ra sau mùa giải chính và hai liên đoàn sẽ thi đấu tách biệt với nhau. 8 đội đứng đầu ở mỗi liên đoàn sẽ thi đấu ở vòng playoff này theo thể thức 7 trận thắng 4. Đội đứng hạng nhất sẽ đấu với đội hạng 8, đội hạng nhì đấu với đội hạng 7, hạng 3 đấu với hạng 6 và hai đội xếp thứ 4 và thứ 5 thi đấu với nhau. Cuối cùng, hai đội vô địch của hai liên đoàn sẽ đấu với nhau trong 7 trận để xác định chức vô địch chung cuộc của mùa giải. Có thể nhận thấy, với số lượng đội bóng và số lượng trận đấu nhiều như vậy, cùng rất nhiều cầu thủ nổi tiếng, nên các trận đấu tại NBA có thể làm thỏa mãn bất kỳ một người hâm mộ có tính nào. Tuy nhiên, NBA không chỉ hấp dẫn ở giai đoạn thi đấu, mà còn rất nổi tiếng với sự kiện tuyển chọn cầu thủ vào mỗi đầu mùa giải, hay còn gọi là sự kiện NBA Draft. Đây là nơi cho các đội bóng lựa chọn cầu thủ mới dựa trên xếp hạng thông qua quay số draft. Những cầu thủ mới này thường là sinh viên từ các trường đại học, hoặc cũng có thể là cầu thủ tự do từ những nước khác trên thế giới có đủ điều kiện vào NBA. Sự kiện NBA Draft gồm 2 vòng với tổng cộng 60 cầu thủ mới sẽ được các đội bóng lựa chọn. Đây có thể xem là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mỗi cầu thủ mới. Hơn nữa, điều quan trọng nhất của NBA Draft chính là giúp những đội bóng có thành tích yếu kém, không có tiềm lực mạnh về tài chính, có thể phát triển bằng cách chọn những cầu thủ thích hợp, khi mà đội có thành tích kém nhất mùa giải lại là đội có nhiều cơ hội được lựa chọn đầu tiên. Nói tóm lại, với những trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao diễn ra liên tục trong năm, bên cạnh đó là hàng loạt những sự kiện quảng bá đến người hâm mộ. Giải bóng rổ nhà nghề NBA đã thực sự trở thành một trong những giải đấu thể thao hấp dẫn nhất trên toàn thế giới. Thưa quý vị, trong mùa giải ABL năm nay, chất lượng của những cầu thủ nội của Sài Gòn Heat đã được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh những gương mặt cũ, lực lượng Sài Gòn Heat cũng đã được bổ sung những cầu thủ mới đầy tài năng. Một trong số đó là Nguyễn Tuấn Tú, lớn lên tại Thụy Điển và từng có thời gian thi đấu cho rất nhiều câu lạc bộ tại Thụy Điển cũng như là đội tuyển U20 quốc gia nước này. Sự có mặt của Tuấn Tú đã mang đến một làn gió mới trong đội thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn Heat. Trên sân đấu, Tuấn Tú tập trung, lạnh lùng bao nhiêu thì ngoài đời anh lại thân thiện, ấm áp bấy nhiêu. Đặc biệt là sống nhiều năm tại châu và du đấu nhiều nơi, nhưng những gì mà người hâm mộ cảm nhận được, đây là một cầu thủ giản dị, luôn hướng về gia đình và tôn trọng những giá trị truyền thống. Sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, chơi bóng rổ từ năm 14 tuổi, thi đấu ở vị trí hậu vệ dẫn bóng. Từ năm 2009, Tuấn Tú có mặt trong đội tuyển U18 và U20 Thụy Điển. Ở sân chơi các câu lạc bộ, cầu thủ với chiều cao 1m93 khoác áo câu lạc bộ Stockholm và Malmbas ở giải hạng nhất Thụy Điển. Được sống cùng với đam mê bóng rổ, nhưng có lẽ điều khiến anh hạnh phúc nhất là lần đầu tiên thi đấu cho đại diện bóng rổ Việt Nam.
Giờ đây người hâm mộ đã quá quen thuộc với cầu thủ mang áo số 1 của Sài Gòn Heat, Nguyễn Tuấn Tú. Được chơi bóng rổ tại quê nhà là niềm hạnh phúc lớn đối với Tú. Anh quyết định nuôi dưỡng tình yêu mới với Sài Gòn Heat. Nhưng ngay từ đầu mùa giải, anh đã sớm bị thử thách khi gặp chấn thương lưng. Dù tiếng Việt không thành thạo, nhưng Tuấn Tú cũng cố gắng bày tỏ cảm xúc với người hâm mộ sau trận ra mắt tại Sài Gòn Heat. Tôi rất vui khi đóng góp sức mình trong chiến thắng ngày hôm nay của Sài Gòn Heat. Tất cả là nhờ người hâm mộ đã giúp chúng tôi có được chiến thắng này. Các cầu thủ Sài Gòn Heat đã thi đấu gắn kết và hiểu lẫn nhau hơn. Hiện tại chấn thương ở lưng của tôi cũng đã hồi phục. Một lần nữa cảm ơn các khán giả đã luôn ở bên cạnh chúng tôi. Lớn lên ở Thụy Điển và thi đấu nhiều nơi, những tưởng Tú sẽ là một chàng trai hướng ngoại và có thói quen sinh hoạt như người châu Âu. Tuy nhiên, có đến nhà thăm Tú mới thấy được bản tính giản dị, nếp sinh hoạt theo truyền thống Việt của chàng cầu thủ trẻ. Tết thì ba má cũng mang đi cả gia đình đi chùa, đi thăm chùa và ở nhà cũng ăn uống, cũng thắp hương và ăn uống đồ ăn Việt Nam. Đây là lần đầu tiên cả hai chị em Tú cùng cháu trai được đón Tết Nguyên Đán tại thành phố Hồ Chí Minh. Để ăn mừng ngày gặp lại đứa em trai đáng yêu, chị của Tú đã nấu một bữa thịnh soạn với các món ăn Việt hấp dẫn. Bây giờ chị Thanh nấu đồ ăn thì em là người rửa bát thôi, không khó gì đâu. Hai chị em Tú đã được bố mẹ dạy về nếp sống trong sinh hoạt hàng ngày của người Việt Nam. Bên cạnh những món ăn chính thì đôi đũa, cơm trắng, canh, rau, nước chấm là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn của gia đình. Trong không khí đón Tết Nguyên Đán, chị em Tú cố gắng dành thời gian cho nhau dù Sài Gòn Heat đang bước vào giai đoạn căng thẳng với các trận sân khách liên tiếp. Nó khác nhau tí nhưng mà đây ngon hơn nhiều. Cố gắng ở nhà để mà gặp nhau nhiều, cái đấy là chủ yếu. Và tối thì cũng đi ra ngoài ăn, bởi vì Sài Gòn nhiều món ăn ngon cho nên muốn thử hết. Sống xa nhà nhưng vẫn giữ nếp sinh hoạt theo truyền thống là một điều đáng quý. Bản tính thân thiện, vui vẻ của người Việt cũng nằm trong con người cầu thủ này. Nhờ đó, Tú nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và kết thân với nhiều đồng đội. Trần Tiến Thịnh, người bạn đồng trang lứa có cùng sở thích, suy nghĩ. Việt Agnon, cầu thủ gốc Việt đã có gần 2 năm sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nên giúp đỡ Tú rất nhiều trong giai đoạn đầu đến câu lạc bộ. Khi mà lần đầu gặp Tú thì ở ngoài thì thấy Tú mình rất là ngạc nhiên về cái trình độ khả năng chơi banh của Tú. Đọc trận đấu thì nó rất là ấn tượng về cái khả năng của Tú như vậy. Ngày đầu về Việt Nam Tú nói tiếng Việt không tốt lắm đâu. Nhưng mà chơi với những người Việt Nam rồi chịu lắng nghe rồi học hỏi, với lại là không anh em nhiều khi mình nói chuyện với nhau có những xích mích á thì Tú cũng bỏ qua, không có chấp nhặt những cái chuyện nhỏ, thì đó là những điều mà em thích ở Tú. Tú là một chàng trai thông minh, tốt bụng. Cậu ấy thích nghi rất nhanh với môi trường mới. Cậu ấy cũng rất thân thiện và năng động. Tôi ấn tượng với Tú từ ngày đầu cùng tập luyện tại sân CIS. Tôi và các cầu thủ khác cũng hay đi uống cà phê, xem phim và đi mua sắm với Tú. Không chỉ riêng gì Agnon hay Tiến Thịnh, mọi người trong câu lạc bộ đều như một người bạn với Tú. Anh luôn quan tâm đến mọi người, thân thiện và thích pha trò. Trong lúc này, điều Tuấn Tú quan tâm nhất là chăm chỉ tập luyện và điều trị dứt điểm chấn thương để không còn trải qua cảm giác ngồi trên ghế dự bị như trước. Bác sĩ nặng quá là đi mổ và đi it's very very serious. Thì lúc kia mình cũng rất là buồn, nhưng mà Sài Gòn Heat organization và cả huấn luyện viên ai cũng giúp đỡ. Ngồi ngoài nhìn anh em thi đấu thì rất là khó chịu vì là mình rất là muốn vào giúp đỡ anh em. Nghe lần từ đầu thì đã thấy là như là cái team mình nó đi 150 rồi, thế là
lúc nào vào sân ấy, thì lúc nào vào tập, lúc nào vào sân ấy, thì cũng thấy như là cái cờ Việt Nam mình cứ thấy như là rất là quan trọng, là lúc nào mà cứ nghĩ đến thì cái da mình nó cứ như là hồi trước ấy thì mình toàn đi taxi thì mình cũng không biết đi đâu, nhưng mà về đấy đi được xe máy thì rất là thoải mái, thì đi đâu cũng được, thì nhìn đâu thì có chỗ nào mà mình muốn nhìn được thấy thì mình cứ đi tới đó. Thì có nhớ là hôm ấy thì mình cứ đi loanh quanh ở cả Sài Gòn ấy, thì đi gần thì đi xuống cái tàu hầm, xong lại lên quận 2. Lên quận 2 rồi thì quành lại, rồi thấy có chỗ mà mình nhìn được cả cái Sài Gòn skyline. Thì cái hôm ấy là cái hôm mình nhớ nhất, là cái hôm mình đi loanh quanh. Thì đúng nói là mấy người Việt kiều mà về đây thì cứ thuê xe máy thì được lì xì 20 mấy từ đó mà vẫn được lì xì. Nhưng mà được lì xì đi có cái gì nữa là đi ăn bánh rán, không nhớ, bánh xanh ấy. Bánh trưng, không phải bánh trưng mà bánh bao cái gì cũng ăn hết, ăn mấy cái đồ ngọt ngọt, ăn gì ăn mấy cái đồ ấy thì là Tết ở Thụy Điển thì là thế thôi, về nhà bố mẹ để mà ăn. Ở nhà mà không làm phở hay là không làm mì ăn sáng ấy, thì cứ làm cái, ở đây nó có cái baguette, người ta làm cái bánh mì đấy thôi, sau là kẹp vào chả lụa. Thì hồi nhỏ cũng nhớ là cái gì mà mình thích ăn nhất là đúng là cái bánh mì chả lụa. Thì cái này từ lâu lắm rồi mình thích, bây giờ sáng nay tôi cũng ăn bánh mì chả lụa. Rất là đẹp, rất là, tại vì là từ nhỏ bây giờ thì bố mẹ cũng nói là cưới thì cưới gái Việt thì thế thôi, thì bây giờ về Việt Nam mới cũng hiểu ý rồi. Mai mốt là tìm bạn gái mới, là con gái nước ngoài, không con gái Việt, Việt kiều hay Việt không sao hết, nói là Việt, biết là nói tiếng Việt là hiểu thắp hương cái này được. Mẹ của Tú hồi xưa vì là từ Việt Nam sang đến Thụy Điển là vất, cuộc đời rất là khổ. Vì là mẹ của Tú thôi, vì là cuộc sống rất là khó khăn nhưng mà vẫn làm cho Tú ngồi đây được. Mình cảm giác rất là tự hào bởi vì Tú là một người rất là hiền và nghĩ cho người khác, cho nên bây giờ có cơ hội để mà tự bản thân mình được về thăm Việt Nam mà biết được ở đây, được làm bạn với cả người ở trong Sài Gòn Heat, với cả được nhiều fans hâm mộ, mình cũng cảm giác rất là vui cho em này. Trở lại một nơi mình từng gắn bó thường mang đến cảm giác thú vị, hạnh phúc. Tuy nhiên, với Nguyễn Tuấn Tú, trở về quê hương, nơi anh chỉ biết đến qua lời kể của bố mẹ, nhưng lại có những cảm giác vô cùng thân quen. Dù đi đâu, làm gì, dòng máu Việt vẫn chảy mạnh mẽ trong tim anh, vẫn hướng anh về với cội nguồn dân tộc. Thi đấu cho câu lạc bộ bóng rổ của Việt Nam Sài Gòn Heat, Tuấn Tú chưa bao giờ thích được gọi là ngoại minh hay cầu thủ Việt kiều, mà anh luôn mong mỏi người hâm mộ Việt Nam sẽ luôn xem anh như một cầu thủ Việt Nam thực sự. Nếp sinh hoạt giản dị, gần gũi của người Việt, từ cách ăn uống, cử chỉ đến quan niệm sống đã giúp anh thấy hạnh phúc và may mắn hơn bao giờ hết khi được sống trên quê hương mình, và chính bóng rổ là cầu nối để anh trải nghiệm trọn vẹn hơn cuộc sống mới tại quê hương. Bánh cho con 2 bánh mì chả. Tôi muốn chúc khán giả Sài Gòn Heat một năm mới an lành, hạnh phúc. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin cảm ơn quý khán giả và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 30 phút đã qua của chương trình Tạp chí Bóng Rổ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.